Hôm nay mình lại tiếp tục quay trở lại với dạng bài câu hỏi tu từ. Với cái dạng bài này sau khi phát hiện ra ấy, thì các bạn sẽ thấy nó vô cùng là có ích luôn. Khi mà mình đọc một cái đoạn văn nào đấy mà tự nhiên nó có một cái câu hỏi xuất hiện như vậy, thì mình cứ đi đọc, mình đi tìm cái câu trả lời cho cái câu hỏi đấy. Tác giả đang muốn trả lời cho cái câu hỏi đấy như thế nào, thì nó ra đáp án cái điều mà tác giả đang muốn nói đến nhất. Rất là đơn giản đúng không ạ? Nên là bây giờ mình sẽ thử áp dụng vào cái bài này. Bài này khi mà mình nhìn ra được cái câu hỏi tu từ đấy là mình có thể focus đi theo cái câu trả lời của tác giả rất là nhanh và sẽ không bao giờ bị nhầm. Chúng mình nhớ làm bài trước khi mà check đáp án nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng dịch cái bài này này. Nihon de se katsu shiteru lưu gak se no oku ga Nihon jin wa kazoku no kanke ga usui という感想を抱くようだ。Chủ ngữ là ô cự gá rồi, là danh từ, tính từ của mình là ôi, khi chuyển thành danh từ thì nó sẽ thành là ô cự. Rất là nhiều các cái du học sinh đang sống và làm việc ở Nhật Bản thì có vẻ như là đang có một cái mang trong mình một cái cảm tưởng hay là gọi là có một cái cảm giác là tối ưu là Nihon jin wa kazoku no kanke ga usui, là người Nhật có cái mối quan hệ với gia đình rất là lỏng lẻo hoặc còn là rất là nhạt nhòa ấy. Hitori kurashi o shiteru daigakusei ga anmari kazoku to renraku o toranai koto ya rojin home nado no shisetsu de kurasu otoshiyori ga oi koto naru kara. Thì ở đây mình sẽ nhìn theo các cái dấu phẩy này. Nó có cái từ ya ở đây. Ở đây nó có cái từ na độ ở đây. Nhưng mà cái ya này nó phải đi với cái na độ ở phía đằng sau này này các bạn này. Thì là A hoặc là B. Bởi vì A hoặc là B như thế nên là đã có cái cảm giác như vậy. Rashi ở đây là có vẻ như là hoặc là bởi vì rằng là như vậy nên là mọi người có cái cảm giác như thế. Cảm giác như thế là cái cảm giác ở câu đằng trước là kanso idaku, là mọi người có cái cảm tưởng là cái mối quan hệ gia đình ở Nhật rất là usui, rất là nhạt nhòa bởi vì rằng là có các cái cô tô một này, vì là lên lắc cửa ô tora này, không hề liên lạc với lại gia đình mấy, amari đi với nai này, hoàn toàn hầu như là ít khi hoặc là hầu như là không liên lạc với gia đình. Chủ ngữ của mình ở đây là daigakusei nên là mình sẽ dịch là các cái học sinh đại học hay còn gọi là sinh viên đang sống một mình ấy, thì hầu như là amari, hầu như không liên lạc gì với gia đình này, hoặc là bởi vì rằng là có rất là nhiều ôi cô tộ, có rất là nhiều những cái người già sống ở các cái shisetsu. Shisetsu ở đây nó là các cái tổ chức này, rồi các cái nơi này, như là các cái home, rojin home là nhà dành cho người già hay còn gọi là viện dưỡng lão đấy. Thì là bởi vì có rất là nhiều người già sống ở viện dưỡng lão như thế này, rồi học sinh thì cũng, sinh viên thì cũng không liên lạc gì mấy với gia đình này, nên là mọi người có cái cảm giác như vậy. Keizai ya hatten shita kekka, mukashi wa tsuokatta kazoku no ningen kankei ga dandan usuku tsumetaku natta no da という意見もよく聞く. Và chúng ta cũng thường hay nghe tới cái ý kiến kiểu như là gì đấy, do cái kết quả của việc kinh tế phát triển nên là cái mối quan hệ con người của gia đình vốn dĩ là tsuokatta, ngày xưa thì nó đã rất là vững chãi đấy hoặc là rất là mạnh ấy. Thì cái Mukashi wa tsuokatta này thì mình lấy đằng sau ở đây nó là một cái danh từ luôn, nên là các bạn phải hiểu là cái kazoku no ningen kanke này nó là một cái cụm danh từ kết nối với cái tính từ ở đằng trước, nên là mình phải sẽ dịch là cái mối quan hệ con người trong gia đình mà làm sao mà ngày xưa đã rất là mạnh ấy, hay là cái mối quan hệ nó rất là tốt, rất là khăng khít ấy, nhưng mà dần dần thì nó bị nhạt đi này, rồi bị lạnh dần này do cái kết quả của phát triển kinh tế. Có rất, chúng ta cũng thường hay nghe thấy các cái ý kiến nhiều kiểu như vậy. Hông tố nị xô nano đà rồ cả, thì đây là cái câu hỏi tu từ xuất hiện này. Vậy có thực sự là như thế hay không? Có thực sự là cái mối quan hệ trong gia đình của người Nhật thì nó trở nên usui hay không? Thì bây giờ mình sẽ đi tìm câu trả lời của tác giả xem tác giả nghĩ như thế nào. Aruzen kokucho saniyoruto, theo như cái kết quả nghiên cứu ở toàn quốc, cái Aru ở đây là một cái điều cuộc điều tra nào đó trên phạm vi toàn quốc, thì là
cái tối ưu shitsumon ni taiste, đối với các cái câu hỏi như thế này thì cái wariai, cái số người trả lời là kazoku ấy thì là như thế này theo các năm. Thì khi mà nhìn được cái khung như thế rồi thì chúng ta sẽ dịch là tỷ lệ những cái người trả lời cái câu hỏi là đối với bạn cái gì là quan trọng nhất, và họ trả lời là kazoku to kotai taihito, là số tỷ lệ những cái người mà trả lời là gia đình cho cái câu hỏi đối với bạn cái gì là quan trọng nhất ấy, thì năm 78 là 23%, năm 88 là 33%, năm 98 là 40% và năm 2008 là 46%. Kazoku ga ichiban taisetsu da という kangae no hito ga 30 nen de bai ni natta koto ga wakaru. Wakaru ở đây nó đi với lại ni yoru to ở trên này này. Theo cái kết quả điều tra nghiên cứu thì chúng ta biết được rằng là số người nghĩ rằng là và nói rằng là gia đình là quan trọng nhất trong vòng 30 năm đã tăng lên gấp đôi, có nghĩa là từ 23% lên 46% theo các năm như vậy. Ippo sokuba no dōryō to no tsukiai, rinkinzō to no hito to no tsukiai, shinseki nitsuite soudan shitari tasuke attari dekiru kankei ni aru koto ga nozomashii ka dou ka o聞いたところ、すべての項目において望ましいと答える人の割合は減少傾向にあった。Thì mình lại nhìn tiếp tục theo các cái dấu phẩy này. Ní chưa tệ, có là về cái A, về cái B và về cái C. Thì là ki tạ tokoro, thì là khi vừa mới, cái từ verb tạ tokoro đây là vừa mới xảy ra, hay còn gọi là vừa mới hỏi xem là, đúng không? Hỏi, khi mà được hỏi là gì? Hỏi cà đô cà, xem là có kỳ vọng vào cái gì, thì có kỳ vọng vào cái mối quan hệ hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong cái mối quan hệ giữa người họ hàng, rồi hàng xóm, rồi người trong công ty hay không. Thì subete no komoku ni oite, ở trong tất cả các cái hạng mục thì là có cái khuynh hướng keiko ni atta, có cái khuynh hướng giảm. Cái tỷ lệ những cái người trả lời là nozomashi có cái khuynh hướng giảm. Như vậy là số người đang kỳ vọng vào cái mối quan hệ giúp đỡ và trao đổi hỗ trợ giữa những thành viên trong công ty, giữa những người hàng xóm và họ hàng thì đang ít dần đi. Ít dần đi có nghĩa là họ không mong đợi, đúng không? Rất là ít người người ta mong đợi vào cái mối quan hệ đấy. Nên là nói tóm lại là có thực sự là cái mối quan hệ trong gia đình của người Nhật trở nên lỏng lẻo hay không? Thì là không phải, đúng không? Mà nó đang tăng lên ấy. Nó đang tăng lên trong hai lần trong vòng 30 năm đấy. Và mọi người cũng ít kỳ vọng vào cái mối quan hệ bên ngoài, trong công ty, rồi bạn bè, các kiểu. Nên là bây giờ mình sẽ nhìn vào cái phần đáp án, cái điều phù hợp nhất trong cái nội dung của câu bài văn này là gì. Sokuba ya chiiki shinseki to no tsukiai wa usurete iru ga kazoku kankei o jiushi suru hito no wariai ga takamatte iru. Có nghĩa là mặc dù cái mối quan hệ giữa đồng nghiệp này, người trong địa phương này, rồi họ hàng thì nó đang usurete iru, nó đang giảm đi, có là cái mối quan hệ này nó đang trở nên mờ nhạt đi, nhưng mà cái mối quan hệ gia đình ấy thì cái tỷ lệ những cái người mà coi trọng cái mối quan hệ trong gia đình thì đang tăng lên, thì nó chính là cái ý của cái bài này luôn. Câu 2 này, keizai hatten no shitemo kazoku kankei ya sokuba ya chiiki shinseki to no kankei no tsuyosa wa anmari kawatte nai. Thì câu này sai hoàn toàn rồi, hầu như không thay đổi gì là sai rồi. Mối quan hệ giữa gia đình tăng lên gấp đôi cơ mà. Nó có cái câu đây này, tăng lên gấp đôi này này, nên là sẽ không bao giờ có cái chuyện là anmari kawatte nai được. Nen to tomo ni sokuba ya chiiki shinseki to no kankei wa tsuyomari tsutsu aru ga kazoku o taisetsu ni omou hito no wariai wa fuete inai. Mặc dù là cái mối quan hệ giữa người thân, mọi người trong vùng miền, rồi ở cơ quan theo hàng năm thì nó đang mạnh dần lên, nhưng mà cái tỷ lệ người nghĩ rằng gia đình là quan trọng thì không tăng lên, thì sai. Cái đoạn không tăng lên là sai rồi nhá. Kazoku kankei dake de naku sokuba ya chiiki shinseki kankei o jiushi suru hito no wariai mo subete teika shite kite imasu.
Ở đây mình viết thiếu cái chữ ý dụ nha. Tê cả tê tê ý dụ là gì? Không chỉ có mối quan hệ gia đình mà cái tỷ lệ những cái người coi trọng mối quan hệ người thân, rồi mối quan hệ vùng miền, rồi mối quan hệ sokuba là mối quan hệ ở trong nơi làm việc ấy, tỷ lệ những cái người mà coi trọng cái mối quan hệ đấy thì đang giảm xuống. Tại vì ở đây nó có cái từ ipo là đang so sánh, một đằng thì là tăng lên, còn một đằng thì giảm đi. Nên cái đoạn này người ta đang nói là cả hai, không chỉ có A mà cả B thì đều giảm thì là bị sai rồi. Nên là đáp án của mình nó chỉ có một thôi. Đấy, thì cái bài này chúng ta sẽ nhìn vào cái câu hỏi tu từ này là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái phần trả lời cho cái câu hỏi tu từ đấy thì nó ở đằng sau đây. Mình đi focus, mình đọc để tìm đáp án. Thêm nữa là chúng ta sẽ nhìn vào các cái cấu trúc câu, nhìn được các cái khung câu một cách thật là rõ ràng. Ní yô đự tộ thì nó sẽ đi với lại cô tô gá hoa ca đự. Theo cái điều tra nào đấy thì chúng ta biết được rằng thế nọ thế kia. Rồi mình sẽ nhìn vào cái từ ní tai sư rự ở đây là đối với cái gì đó. Hôm trước trong cái buổi đầu tiên của lớp của mình đấy, có ai hỏi là ní tai sư rự nghĩa là gì, thì nó có nghĩa là ý trái ngược, gọi là trái ngược với cái A thì có B. Ngoài ra thì mình còn hiểu là đối với cái A thì là B, đúng không? Thì là đối với cái câu hỏi này thì tỷ lệ những cái người trả lời là như thế này thì là đang như thế kia. Ấy thì là tiếp đến mình nhìn vào các cái câu dài thì cứ nhìn vào các cái dấu phẩy này, nhìn vào cấu trúc ngữ pháp này thì nó sẽ ra toàn bộ, cho dù bất kể câu nào cứ nhìn như vậy là sẽ ra hết. Cái vấn đề là chúng ta sẽ luyện tập dần để có thể có được cái kỹ năng đấy, có được một cái phần ngữ pháp, nhìn được ngữ pháp một cách khá là tương đối để mà có thể nhìn được tất cả các câu. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nha.